Ok, chào cả nhà, chào Xuân Mai. À Xuân Mai ơi, Dạ, chị em chào nghe chị. nói là chị nghe nói là gia đình Xuân Mai có một câu chuyện sử dụng sản phẩm wellness của công ty Oriflame rất là hiệu quả đó. Thì hôm nay Xuân Mai chia sẻ với cả nhà mình nha. Dạ, thì em cũng xin giới thiệu với cả nhà mình. Em tên là Lê Thị Xuân Mai, là giáo viên mầm non. Em đang làm ở và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và câu chuyện mà về một em muốn chia sẻ với cả nhà mình á, là về bệnh gút của ba em. Ba em tên là Lê Văn Thắng. Thì năm nay ba em 65 tuổi. Thì ba em đã mắc cái bệnh gút này rất là lâu rồi, cũng khoảng 10 năm hơn rồi, 10 năm hơn rồi. Tại vì phát bệnh lên thì mình mới biết. Còn trước đó thì mình không đi khám thì mình không biết là nó đã có từ lúc nào nữa, nhưng mà khi phát bệnh tới giờ là đã hơn 10 năm. Thì ba em cũng đi điều trị rất là nhiều. Lúc mà phát bệnh lên á mà mình biết á là có những biểu hiện đau như là sưng khớp gối nè, đau ngón khớp chân nè, khớp ngón chân cái á, là sưng to, rồi đi đứng rất là khó khăn mà đau nhức dữ lắm. Thì mỗi lần đau nhất vậy là ba em đều lên tiệm thuốc tây á, có bác sĩ khám á, rồi người ta cho uống thuốc. Thì mình em cũng không biết thuốc gì, tại mình không có học bên dược sĩ, mình không biết. Nhưng mà ba uống á, rất là nhiều thuốc tây, rồi xong trị thời gian mỗi lần uống như vậy là cả tuần hơn luôn á, nhưng mà nó chỉ giảm đau lúc đó thôi. Sau rồi mình hết thuốc thì nó cũng sẽ đau lại, nhưng mà cũng theo em tìm hiểu á, thì bệnh gút rất là khó trị, tại vì đi tây y cũng rất nhiều người bệnh nhưng mà trị cũng không có hết. Rồi xong á, sau này cái mẹ em đi, mẹ em cũng bị bệnh á, nhưng mà mẹ em được ông thầy chỉ cho cái thuốc đông y uống. Thì ba em uống hơn 100 thang thuốc rồi, uống hơn 100 thang thuốc đông y rồi, thì ba nói là cũng đỡ thôi, nhưng mà nó vẫn đau nhiều và vẫn lâu lâu đau quá không chịu nổi là ba phải đi mua mua thuốc của trên tây y á, mình uống tiếp thì nó giảm đau ngay luôn, uống vô là nó không đau Trắng nữa, mà nhưng mà này 3 4 ngày sau nó sẽ lên đau đây chúc lại. ba em có cái gối đang thật không? Anh chúc cắt cho em hai còn trắng vấn đề kia Ui là em bảo rồi là con Loan ơi, túi này Loan ơi, kia. tắt mic giúp chị Loan ơi, Loan Bùi, tắt mic giúp chị. À vâng vâng em xin lỗi chị. Em ngồi yên tại chỗ giúp chị đi. Rồi ok, mời Xuân Mai nói tiếp nha. Dạ, xong rồi thì khi mà ba em bị đau vậy là phải uống thuốc giảm đau rất là nhiều. Thì sau khi mà em tham gia ở Odem, em biết được cái dòng wellness á, mà em xin kể thêm nữa là những cái biểu hiện của ba em có lần á, người bị bệnh gút mà bị sưng chân, khớp gối vậy á, rất là cực nha mọi người. Bị tai nạn á, bị tai nạn một chút xíu đụng vô cái khớp gối thôi là chỗ đó sẽ sưng lên và sưng rất là lâu và còn chứa dịch ở đó nữa. Có một lần ba em bị rất là nặng, là lần đó là phát ra rất là nặng luôn á, là tụ dịch á, dịch là tụ ở dưới cái khớp gối của mình á, sưng to ra vậy nè, là tụ dịch lại là không có đi được luôn, ngồi một chỗ luôn rất là nhức. Xong á, em gái của em phải chở ba em lên bệnh viện Chợ Rẫy á để hút cái dịch ra, là em gái em kể là hút 2 ống xi lanh á, mà mỗi một ống gì là 20 ml cái dịch á, dịch dày ở khớp gối á. Là bác sĩ nói là do cái dịch đó là thải ra rồi nó tụ ở đằng cái khớp gối là làm cho mình bị đau, mình không đi được, mà hút ra xong rồi là đỡ đau là ba sẽ đi được. Rồi từ đó là bác sĩ dặn luôn là ba không được ăn hải sản, không được ăn nội tạng động vật, rồi không được ăn những cái thịt động vật nào mà nói chung là làm cho mình có nhiều axit uric. Tại bác sĩ cũng giải thích là cơ thể dư axit uric nên là mình bị, chứ bác sĩ không có kể cho mình biết là gì nữa, bác sĩ chỉ dặn vậy thôi. Rồi ba về từ đó là ba không dám ăn gì luôn. Nhưng mà thật ra hồi trước đó là ba rất thích ăn thịt động vật, ba rất là thích ăn cái nội tạng của động vật á, ở nhà hay mua về ăn lắm. Rồi sau này là ba biết ba bệnh rồi ba không ăn nữa, kể cả hải sản. Ba nói mỗi lần chỉ cần ăn một con mực hoặc một con tôm vô thôi là nó nhức kinh khủng cái chân luôn, không đi được đó. Cái xong bây giờ sau khi mà em biết được cái dòng wellness bên công ty mình á, em với em được học ở công ty là những chuyên gia dinh dưỡng dạy cho mình biết sử dụng dinh dưỡng để cải thiện cái chứng bệnh của mình. Tại vì tây y đã không trị được và đông y chỉ cải thiện được một phần nào thôi, thì bây giờ mình dùng dinh dưỡng. Vì em được học là dinh dưỡng thì điều trị, cải thiện, nuôi dưỡng tế bào. Thì bây giờ bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng cũng vậy, mình biết là mình bị bệnh gút là do chuyển hóa purin bị rối loạn, thì bây giờ mình chức năng gan bị kém, thì giờ mình uống cái dinh dưỡng vô để mình nuôi cái tế bào của mình đó. Xong rồi em mua về cho ba uống, thì ba uống được một hộp đầu, uống sau 3 ngày thôi. Làm em lúc đầu em cho ba uống cái hộp này nè, uống cái hộp này Quên và viên. ba chỉ uống có 3 ngày. Dạ, uống có 3 ngày thì ba nói là bữa nay đỡ. Lúc mà sau khi ba uống 3 ngày á thì em hỏi ba thì ba nói là đỡ rồi, không có đau giống như mấy bữa, nhưng mà nó cải thiện được một chút xíu á, là mình cũng thấy có hy vọng rồi. Xong cái ba dùng 3 ngày thì em gọi về ba nói đỡ. Xong sau đó em mới học được ở trên công ty nữa là mình sử dụng cái vitamin không á thì nó chưa có đủ để cải thiện cái lá gan của mình, để cải thiện cái bệnh gút của mình. Thì em mới chuẩn bị
mua luôn cho ba thêm cái hộp này nữa, mua luôn hộp hộp bột nữa. Thì giờ ba em hiện tại ba em là đang uống kèm hai hộp, uống kèm hai hộp này là một hộp bột và một hộp viên đó, wellness viên và wellness bột, để ba cải thiện. Thì ba nói là đỡ hơn rất là nhiều, nhưng mà trong quá trình mình sử dụng á thì một tuần sau nó cũng sẽ những cái chỗ viêm đau á nó sẽ phát ra, và nó có viêm chút xíu, nó có đau chút xíu. Thì em cũng cũng nói với ba là ba cứ tiếp tục sử dụng dinh dưỡng, tại vì nó viêm nó sưng đau lên á là nó có tác dụng với cái dinh dưỡng này, thì mình cứ sử dụng tiếp tục tại vì không phải ba em trị bệnh gút mà ba em không uống rượu, ngày nào ba cũng uống rượu hết, ngày nào ba cũng uống rượu, nên càng phải sử dụng cái dinh dưỡng đó. Tại vì trong cái gói vitamin này nè là có cái viên astaxanthin á, là giúp cho thải độc tố của lá gan, thì nó sẽ thải độc cái rượu của ba ra ngoài bớt đi, thì từ từ ba mới cải thiện được đó. Nên em rất là cảm ơn công ty Orelem đã cho em được cái sản phẩm, cho em biết được cái sản phẩm này nè, sản phẩm nguyên nếp bột và nếp viên, để cải thiện được cái chứng bệnh gút của ba em. Và em chắc chắn tin rằng một thời gian nữa thì ba em sẽ hết bệnh, và em sẽ chia sẻ tiếp với mọi người. Em sẽ chụp hình cái hình của ba em mà lúc ba em hết bệnh rồi, ba em vui vẻ, em gửi lên công ty để chia sẻ với tất cả cả nhà mình luôn. Dạ em xin Đúng cảm rồi. ơn cả nhà. Em ơi, tức là bây giờ cho chị hỏi nè, tức là tình trạng của ba em á, là hiện tại là ba em dùng Wellness đã bao lâu rồi, và hiện tại là sức khỏe ba em như thế nào? Em nói rõ chút xíu đi. Dạ ba ba em dùng thì bây giờ qua được hộp thứ hai, hộp viên này là hộp thứ hai, hộp bột cũng là hộp thứ hai, mà cải thiện rất là nhiều. Bây giờ cái chân của ba em á là bớt đau hẳn, nó không còn đau như hồi xưa, nó đau râm râm ít ít thôi, nhưng mà mình chịu đựng được, không có phải uống thuốc tây đó. Rồi dạ mà mọi người cứ yên tâm, mình dùng dinh dưỡng nha. Chị biết sao không, tại mình dùng dinh dưỡng á, cái viêm á thì tất nhiên cái bệnh gút 10 năm làm sao mà trị trong một ngày hai ngày được, thì mình phải sử dụng lâu dài, phải 3 tháng trở lên. Đúng rồi, hay quá. Rồi cảm ơn Sương Mai nha. Chỗ Sương Mai nó bị mạng yếu, bị đứng hình rồi cả nhà. Nhưng mà Sương Mai cũng chia sẻ rất là đầy đủ rồi.